tên nha. Rồi giờ em nói vậy đi. Bữa nay thì mày cũng biết tin tức rồi đó, bên anh đang nổ ra một cái vụ nữa, cái vụ kia chưa xong mới làm thêm cái vụ này. Vụ gì anh? Thì cái vụ nó bắn chết Mỹ Đen nữa, ngay chỗ thành phố, Ồ. ngay chỗ thành phố anh nữa. Mà có cái lạ nha, là bắn chết là sao kỳ vậy anh? Thì Em thấy ở Mỹ nó cái hồi đó nãy nhiều nhất. Peter Phượng đã từng nói rồi, ở trong cái sự trường huấn luyện ra thì nó chỉ bắn bắt đầu từ gần cổ xuống ngay chỗ cái lưng, bởi vì nó bự quá trong cơ thể con người ta, cái chân thì đồ nó khó bắn bởi nó nhỏ không có trúng, thành ra vì đó nó chỉ bắn cái lưng bắt từ gần cổ xuống cái bụng, chỗ đó dễ trúng nhất mà đó. Em thấy có một vấn đề gì nè, cái cảnh sát Mỹ em thấy nó lạ, cái là ví dụ như để khống chế cái gì đó người ta bắn một phát thôi, Đâu có, hoặc là nó bắn là nó bắn cho chết, không bắn không chết, bắn không chết nó không bắn. Là cái lý do giống như xe tải ở Việt Nam mình mà lỡ đụng cán người á, mà bị thương, bị gãy cẳng, gãy chân là nó ve tới rồi nó gắn cho chết luôn. Rồi, nó đúng. Tốn tiền tốn lần luôn á, chứ còn ở kia nuôi suốt đời. em thấy ở đây là cảnh sát Mỹ hình như nó không bắn thì thôi, nó bắn liên Đúng thanh. rồi, hồi nãy Peter Phượng đã nói rồi, ngộ vậy đó. Còn nếu để cái đối tượng có gây nguy hiểm cho mình thì mình bắn bắn một phát được rồi, bắn vào chân rồi một phát được Nhưng rồi đâu mà còn cái cứu đó đâu. thì tao cũng xác nhận là đúng, nhưng mà nó khổ nổi cái có những đối tượng không gây nguy hiểm cho cảnh sát, có nghĩa là không có vũ khí, tay thì bị còng mà vẫn bị bắn ăn đạn như thường, Cái điều cái điều rất đó cũng kỳ em cục khó hiểu. á, bởi vậy không hiểu nổi luôn. Thôi thì mình thấy nó tàn bạo quá, nhiều khi mình cũng ớn rồi, tối tới giờ luôn má cái phone nó cứ à lẹt hoài. Hôm qua anh có coi cái clip mà cảnh sát Mỹ xịt hơi cay vào mặt một Một thằng lương quân nhân của Mỹ đó, đồ á đó, đồ anh không có bà, tao không nào biết nói với nhau gì, nó hầm bà làm sân khấu bây giờ ngại riết mày thấy vậy, mày thấy như vậy á. Thằng lính mà Mỹ rồi đang tại chức mà nó còn bị quýnh te tua, nó xịt hơi cay ta đua rồi đồ má thì là cái gì em biết không? Nếu cái thằng lính Mỹ đó mà da trắng thì không có thằng nào dám làm điều đó. chắc chắn là vậy rồi. Thằng Mà lính người ta đã thằng có những cái clip là tao dẫn chứng rồi. Ồ mà có một thằng da trắng trong cái lúc cái gì đó không biết mà nó đứng nó chửi nó làm tù ra, mà chẳng có mà lính lính không 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 dám vô, không dám bắn. Bàn da đen tại mà vì rồi là bập liền. cảnh sát á mà nó bắn một người da trắng á nó ngại lắm, nó sợ lắm, chứ còn đa số anh thấy là bắn người da đen Thì không, bởi vậy thì người da trắng thì có thể nó khống chế nó bắt, nó bắt nhưng chứ mà nó còn không bắn. nên em thấy có cái lạ cái chỗ đó. Nếu mà để khống chế tội phạm thì người ta cần gì phải bắn kiểu đó, bắn là bắn chết, lạ gì đó. Cái lạ của Em nước, biết cái lạ của nước Mỹ là ngộ lắm, nhiều tới bây giờ mình cũng không hiểu nó luôn. Làm sao hiểu được, khó cái vậy đó để khống chế tội phạm mà em thấy chứ. có nhiều hai ba cảnh sát xả vô bắn. Trời ơi, nó bắt một thằng thì mấy thằng kia bắn luôn, khổ vậy chứ. Mà đâu 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 có đến nỗi gì mà phải hành động nó quá mức như vậy, anh thấy không? Giờ, Phải không? bây giờ nhưng mà như vậy thì biết sao trả lời được, bây giờ mỗi người nghiệp ta không hiểu nổi luôn. Hôm trước tao có một cái clip rất là tội nghiệp, tức như là bốn thằng đè một thằng của da đen nằm ngửa, đang nằm ngửa mà thằng đó không có vũ khí, không có gì trên, nó la lên, nó kêu nó ngộp thở rồi không, đè xong nhá, móc súng ra dí vô ngực bóp cò mấy phát đúng mà mới tàn nhẫn, có nghĩa là nó đã đè xuống, người ta có súng rồi, người ta không có vũ khí, bận quần đùi mà nó bụp vô con người ta để cho chết. Thì em có đôi lúc mình cũng học phải coi lại cái cách huấn luyện cảnh sát Mỹ Coi á. cái gì nó đã hàng bao nhiêu năm nay rồi, coi cái gì nữa coi mà không hiểu nổi. Bây giờ mình cũng không thể nào mình bắt người ta giải thích được, mà mình cũng không hiểu nổi, người ta bị giữ cái mạng của mình, giữ cái thân mình ra đường là tốt rồi, còn bây giờ cái chuyện đó mình rất mệt, mà tính nghĩ mày nghĩ lại, tao đâu phải giống người đó, mày cũng đâu giống phải người đó, có nhiều người ở đây là tưởng tượng mình là Mỹ trắng mới là ghê, người Việt Nam mà tưởng tượng nghĩ là Mỹ trắng mới xanh búa đỏ mới là ghê, cứ tự cho mình là người Mỹ mới ớn luôn mà nó quýnh quýnh phù hết chắc khổ. Hôm qua hôm cách đây mấy bữa em có thằng bạn nó ở Pennsylvania, nó là bác sĩ, nó nhỏ hơn anh em mình khoảng 7 tuổi đó anh, nó là bác sĩ,
thì nó tiếp bệnh nhân người Việt đa số. Thì nó nói hôm qua có hai vợ chồng cái bác người Việt vào, thì nói bà vợ mới nói ông chồng mới được lên niu hỏi chuyện gì, đậu cái đậu đậu xe vừa cái chỗ cái khu Việt Nam á, cái gì á, ổng bước xuống cái có thằng trắng nó đằng sau nó nhào tới nó quýnh ổng, nó quýnh ổng cái nó gọi là China virus, cái nó, cái ông bỏ ổng chạy thì ở đó cái cộng đồng người Việt cũng đông lắm, người ta thấy vậy người ta gọi cảnh sát, nhưng mà thằng thằng kia nó chạy mất tiêu rồi, cảnh sát tới nó chạy mất tiêu rồi, tự nhiên quýnh ra. Bởi vậy ta mới khổ cái gì ra, nó biết mình biết nó quýnh thì mình trốn hoặc là mình chống cự, mình kiếm cách làm sao mình không biết, còn để nó làm bất ngờ đâu, nó làm sau lưng có cái ông già đó đến xô rồi ổng đang đi nó xô từ sau lưng xô tới ông đập đầu vô ông kia dở sọ não chết rồi mà. Cái bác đó cũng già rồi mà nó đánh, nó vừa đánh nó vừa hô là China virus, nó nói tại vì nó nghĩ mình là người Hoa đó. Gì đó đó, bây giờ giờ ta nói cho mày nghe, bây giờ có một cái biện pháp là vì mình bật áo là hoặc là mình thiêu một cái cờ Việt Nam, nhưng mà cũng không được, cái cờ Việt Nam nó là hay na ná giống như cái cờ Trung Quốc, Không được không được đâu, đâu, đủ má mệt lắm, không có. được đâu, nó thấy cái da vàng tóc đen là thằng nào cũng chai na hết anh ơi. Nó coi hết luôn, đủ má. Ây da. Nghe. Hôm qua coi cũng Ta, ta coi cái tức đó mà ta vừa cười mà ta từ chiều tức cười mà giờ ta vừa tức ta nói đủ mấy cái thằng này nó già vậy mà nó không hiểu nó không biết mua gì cả đó, nó cái tao tức cười nhất là cái câu mà đủ mà vậy tại sao mà ở trong nước rượu má đang vậy, tại sao mà chủ phiếu để trong nước cho, tại sao ở trong nước giàu có vậy tiền bạc vậy, tại sao không để trong nước mà đủ phải đem ra nước ngoài, tao thấy này đồ trời đủ má, tao phải tao hỏi ôi tao hỏi tao giơ tay đầu hàng luôn rồi, thằng này nó không biết gì tiền tệ chứ nó không biết gì kinh tế chứ mà đủ mới lên đó trời đã vậy thôi, mỗi lần mà mày nói chuyện nó ngồi cười, nó cười gằn mà nó cười mỉa mai, nó đủ trời đã ngu vừa dốt mà đủ má trời ơi, đủ ở dưới chữ ở dưới nó còn mang nó chữ quá trời là chửi đủ quá tuyệt trời chửi, ta thấy ta nói đủ chết mẹ thằng Phong sao nó xui dữ vậy trời, ta thấy lần nào nó lên thằng này thằng nó lên lần nào đủ cũng bị cái đánh ngu, một là rủ huynh trưởng không rủ huynh trưởng thì cũng à, là cái đánh gì đâu không mà đủ thằng này xuống nó xui dữ vậy trời đủ khổ Quý vị, mấy anh không phụ em, cứ để cho mình em chống. vậy. Tao lên hoa hồng là chửi đồ má nó sập lại bất công mệt lắm đồ cười quá trời. Là giải trí đi, cứ giải trí em giống như là em tạo cho anh một cái sân khấu hài để em cười sướng chết Mà ngồi phải vậy công nhận em. mày á, đủ mà hồi xưa chắc mạng trai nhiều lắm rồi, mày nhìn hay thiệt á, mày cũng từ tốn mà nói với tao, hồi nãy là tao fan rồi, tao là tao đủ mẹ rồi đó, đủ. Gặp tao là tao đủ mẹ rồi đó, đủ mắt ngu cũng ngu vừa vừa đủ mắt trời ơi, bà ta e cái thằng Tuấn là rất là thông minh, Tuấn là giỏi lắm đó nha mày, tao biết 4 5 năm về trước rồi. Tuấn hồi xưa nó là làm trong đài truyền hình mà Ừ, nó là mới phát ngôn rồi sao đọc tin tức với lại anh Đoàn Trọng đó, đúng rồi nó ờ đúng rồi nói với Đoàn Trọng đúng rồi rồi thì nói chung lớp trẻ cái nhận định nó khác anh, nó có tri thức, đúng rồi nó nhận định rất là chính xác đâu ra đó, với lại nó về Việt Nam nhiều lần, à nó nắm được hết ừ và nó suy luận, nó tìm hiểu. Còn các bác ở bên đây thì em nói rồi, đóng đinh xong hết. Rồi, chỉ có một câu kết luận thôi, hèn gì ác, ác cái dân thôi, Đấy, rồi bình thường. em nói lần đầu tiên mà lên kênh này mà gặp một cái người trẻ mà nói, mà cũng phải mình có, dù mình có lớn hơn họ mình cũng phải ngồi mình lắng nghe mình tiếp thu, chứ hồi đó giờ anh thấy không đâu có tiếp thu được cái gì đâu. Nói với các bác bên đây á, là giống như cứ một chiều mấy bác cứ phan tới cộng sản là xấu, cộng hòa là tốt, hết nhiêu đó thôi, không có mở ra được cái Không gì mở được cả. gì, Nên em mà không mở não được gì hết trơn, khổ mà. cũng cũng rất là vui trẻ mà có Đúng tri rồi. thức Ừ. thì mà cái hội luận nó mới đi vào chiều sâu và nó mở mang ra một chút, mỗi người có một ý kiến mở mang ra vậy thôi, chứ còn hồi xưa giờ chưa bao giờ có cái trường hợp này. Tại vì cái chủ đề này thật ra là cái người nào phải 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 hiểu 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 về kinh tế ít nhất không hiểu hiểu, không hiểu nhiều thì không hiểu ít, mới thôi còn hàng này tao thấy em nó nói, không hiểu gì hết nhưng mà thích lên quá vậy tao không hiểu nổi.
Cái mảng chứng khoán đâu phải ai cũng hiểu anh. Em đã dập mặt với nó nhiều lần ở Việt Nam rồi. Em thua sắp mặt ở Việt Nam rồi. Em mới rút ra được những cái kinh nghiệm chứ. Chứ ở đâu mà có. Đó. Mình phải trải qua, mình phải trải qua mình mới hiểu. Mà cơ sở ở đâu mà nói dân Mỹ 80% chơi chứng khoán em bó tay luôn. Được mà. Ai mà thấy được, ai mà thèm được mấy cái đường á, bó tay Dễ gì mà chơi. cho Đâu dễ phải vào do gì. theo cái suy nghĩ của em á, theo cái suy nghĩ của em á, cái người một trong một quốc gia, cái người tham gia chứng khoán cái tầm nó từ 3 đến 5% Đúng là rồi, đúng cao rồi, đúng rồi, chính xác. Thì không có khi năm vậy, rồi. tại vì rất là ít người, bởi vì Trăm chơi chứng khoán má đồ thì khùng điên, không biết một tấc tần tật. Rồi má giống như rượu má đâu trong rừng mới ra, rượu má vậy mà cũng đòi lên, tao có không hiểu sao. Tao nói trong bụng, tao nói trong bụng nó rượu hả. em là ai thì em hy sinh cho tụi anh nhiều lắm á. Tao nói được quá, thằng này sao nó xui dữ vậy trời, được quá, thằng nào nó lên cũng có vậy. Nản, nghe mấy trai cái phát biểu rồi nản, không có cái gì gọi là lôi cuốn, bởi vì ít nhất người ta phải tương đồng về kiến thức, đâu yêu như là ngày hôm qua tao rất là khen, tao rất thích cái thằng người Tuấn á, thằng Tuấn nói rõ ràng, đồ rõ ràng, Đúng thằng Tuấn hay quá. Nhưng mà ngược lại tao đối lại đối lập ở 100% với thằng cha này, đồ không hiểu một cái gì cả, đồ không biết một cái gì chứ toàn. em mới hình dung sau cái buổi hội luận cũng chưa hiểu gì cả. Đúng vậy, không hiểu gì hết. Tức gì đâu, thiệt, đúng là tào lao Mấy anh là sung sướng rồi, ngồi coi hả hê cười, còn em ngồi đây ngồi thiệt. phòng phòng Thôi cũng được, tao cười quá được, tiếu lâm thiệt, từng đây được quá. Tao nói được sao này, được má, lần nào nó lên nó cũng bị một cái đám đồ đầu trâu mà cười cái gì luôn á, cười thấy bạn. cũng phải thương thằng em má ở cái chiến tuyến đối đầu. Thì thôi ráng chịu vài bữa đi đi, rượu má, rồi mua vé xong về nhà, về Việt Nam họp mặt, rượu má ngồi hỉ ha, anh em ngồi cười thôi chứ biết sao giờ. Lúc anh hỏi em á là em đang ở ngoài cái tiệm ăn muốn cà phê ăn sáng đó đó, thì có một cái nói chung là có một một cái anh nó cũng chắc cũng nhỏ mình chục tuổi tới hỏi ủa phải bắt phong không, mới xem bác xong. Nhưng mà có một cái như vậy nè anh, ảnh mới nói thật hết là như vậy. Tôi theo dõi anh nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần tôi xem á là tôi phải ra khỏi nhà tôi chui vô xe hơi tôi ngồi tôi xem, Khổ vậy ha, bởi vậy à, chứ tôi dám xem ở trong gia đình đúng rồi, tại vì trong gia đình đi có nhiều có nhiều người họ lại giống y chang như cái tư tưởng của nó vậy đó. à, nên ở đây em thấy có đôi lúc á, có đôi lúc á, cái người Việt ở Mỹ á, nó không được tự do. Rõ ràng chính người thân mình trong gia đình cũng không tự do nữa. Anh nói thật luôn, em theo dõi anh nhiều nhưng mà em ra xe hơi em ngồi em coi mình thôi chứ em không dám coi trong nhà, Có nhà gặp thấy khổ. khổ vậy đó. Ừ. Thì cái đó một cái lời mới tức thì mới tức thì mới tức thì luôn. Anh nói em rất thích, em rất thích có những cái phản biện như vậy nó mới Đúng đúng. rồi. Nhưng mà em thì em coi em dám coi chung với những người trong gia đình, em dám mở luôn á, em ra xe hơi em coi mình tôi nghe tội nghiệp. Tôi Đó là sao chuyện thật, đó là chuyện thật mà. khổ vậy, Ừ, khó vậy. tại sao khổ vậy, muốn xem mà cũng không dám xem nữa. Thế là đủ sự tự do tối thiểu của người ở nước Mỹ thì cũng không có luôn, mà thấy rõ ràng không? Đó là sự tự do tư tưởng, tự do ngôn luận cũng không có luôn. Mà vậy. Nói cũng dám Đó, nói rõ ràng. là sao mà suốt ngày cứ gọi là tự do khổ vậy. Thì bởi vậy mới nói đủ khổ, nhiều cái mình cười ra nước mắt luôn. Thì nói hồi xưa giờ thì bây giờ anh thì anh hay anh phản biện thì nghe anh tất nhiên là phải có cái sự phản biện mới hợp lý, phải có đa chiều, người này nói người kia phản biện người kia nó mới ra vấn đề. Còn cái kiểu mà cái ngồi mà cứ xúm nhau tự sướng với nhau đó thì nhàm chán.
Đúng rồi, nhưng mà phản phản biện là phản biện theo có một cách là tương xứng đủ. Còn Phải có lý. thằng này không biết một cái gì cả mà phản biện cái gì trời, đủ mà nó nói khổ vậy. Tự nhiên cái vào thị trường Mỹ cái đô la chảy chảy Chạy máu lại luôn, chạy máu ngoại tệ gì đó đủ là sao không má, hiểu, đồ 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 sứ điên mà đây đó bả thì đây. nhưng mà vui á, vui Không, mình coi thì mình cười thiệt, nhưng mà ta nói trong bụng tôi nói đủ mất thằng này sao lần nào nó lên nó cũng bị tội cái đám ngu đủ mới bị quay quần, người ta tức cười quá phải không, vừa vừa tức mà vừa cười đủ quá trời, rốt cuộc thằng này nó không biết gì hết trơn á đó nè, đến nỗi mà thằng Tuấn nó ngồi để cười, nó đứng nó ngồi nó cười, nó vừa nói mà nó vừa cười là biết sao rồi. Còn ông nội này ông làm giỏi, ông là ông là ông là, ông là tiến sĩ kinh tế gia, ngồi ông cười ông bỉa mai ngồi mà rốt cuộc không biết mày gì hết rồi má. Chắc là sao cuối cùng ông quê thì sao mới hỏi thằng direct, nó mới hỏi xe qua ông có mua hay là không này, thì nó gỡ thể diện lại nó mới nói một câu là đủ, nếu mà tốt thì nó sẽ mua chứ đâu có nổi ủng hộ, đó là cách kêu mà giống kiểu như mà cứu vớt thì từ danh dự chứ thực chất cái thằng này rõ ràng không biết một cái gì, cổ phiếu không biết đủ mà rồi kinh tế cũng không biết rồi hả. nói chung cuối cùng rồi cũng không có gì. Đồ đúng vậy, đúng y chang vậy à, bà điệt thôi ok Ok rồi ok, thì mong mày lên mày trả lời mấy câu mày còn cười tâm cười là vui rồi, đủ phải giải tỏa được cái stress rồi đúng không. Coi như rồi. ngàn đồ lên hả, ok em xuống đi rồi đi ngàn lên chút Ok ok ha, rồi. bye.